Thời điểm này, các địa phương trên cả nước đang gấp rút chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Cùng với việc ôn tập, điều khiến nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm là lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp. Theo nhiều giáo viên, việc lựa chọn này rất quan trọng vì sẽ gắn bó với học sinh suốt 3 năm bậc trung học phổ thông. Nếu chọn tổ hợp thì nên dựa vào năng lực và sở thích, bởi vì thật ra khi các con học cái gì đó phù hợp với năng lực và sở thích thì nó sẽ có hiệu quả tốt nhất. Hơn là việc là mình chọn theo mong muốn của bố mẹ hoặc là mong muốn của thầy cô, bởi vì thật ra bây giờ mỗi một đứa trẻ nó đều có một cái thế mạnh riêng ấy, và mình nên phát huy cái thế mạnh của các bạn ý thì sẽ có được kết quả tốt nhất, tránh trường hợp là bây giờ mình cứ ép các con nhưng sau đó hiệu quả không được như mong muốn thì nó sẽ làm cho một đứa trẻ nó sẽ cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy áp lực. Ngay từ cấp 2 thì các con được học đều các môn, nhưng bên cạnh đó thì nhiều con cũng có sở trường năng khiếu ở một số nhóm bộ môn. Chẳng hạn có những bạn thích môn toán, môn lý, và ngược lại thì có thể những con đấy thì những môn xã hội các con lại không tốt. Vì thế ngay từ lớp 9 là các con cũng nên định hướng theo cái sở trường và cái năng lực của mình để vào cấp 3 chọn. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng muốn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định và báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường sẽ bố trí thời gian hè để học sinh học bổ sung những môn chưa được học ở lớp 10. Tuy nhiên, lãnh đạo các trường trung học phổ thông khuyên học sinh cần cân nhắc thật kỹ, không nên chuyển đổi môn học trong suốt 3 năm học trung học phổ thông nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bản thân. Các em khi chọn môn thì các em phải kết hợp thứ nhất là chọn những cái môn mà mình có năng lực, và đặc biệt thứ hai là mình chọn những môn mà mình ưa thích, bởi vì nếu như có năng lực và có sự ưa thích thì học môn gì cũng thành công. Mỗi tổ hợp môn dự kiến sẽ gắn liền với khối thi đại học. Chính vì vậy, học sinh khi lựa chọn nguyện vọng cần suy nghĩ, tính toán thật kỹ các yếu tố năng lực, sở trường bản thân, định hướng nghề nghiệp tương lai.